Một cặp đôi sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã gặp phải tình huống éo le khi nhà gái thách cưới lên tới hàng tỷ đồng. Đáng nói, sau đó mẹ chú rể đã để một mảnh vải trắng lên giường tân hôn khiến dư luận quan tâm. Theo đó, sự việc xảy ra với chàng trai họ Li 26 tuổi và cô vợ họ Chen 23 tuổi, đến từ thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cô Chen sở hữu ngoại hình xinh đẹp, được người quen giới thiệu và gặp gỡ anh Li. Anh Li được biết đến là một người có công ăn việc làm ổn định và cũng khá điển trai. Hai người sau đó hẹn hò được một thời gian rồi nhanh chóng quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên khi hai bên gia đình gặp mặt để thương lượng, bàn bạc về ngày lành tháng tốt để kết hôn, bất ngờ đôi bên xảy ra tranh chấp về vấn đề sính lễ. Nhà cô Chen yêu cầu gia đình anh Li phải chuẩn bị sính lễ 300.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra phải có nhà mới ở thành phố cho cô Chen đứng tên và kèm theo đó là một chiếc xe ô tô mới. Đối với một gia đình điều kiện kinh tế ở mức bình thường như nhà anh Li thì điều này thực sự không dễ dàng. Để chuẩn bị cho đám cưới, anh Li đã phải cố gắng gom tiền, vay mượn để mua nhà và ô tô. Tuy nhiên số tiền 300.000 nhân dân tệ là quá lớn, vượt quá khả năng chi trả nên anh Li đã phải thương lượng lại với cô Chen. Hy vọng gia đình nhà gái sẽ giảm số tiền, thậm chí anh còn đưa ra đề nghị sẽ trả trước một phần, số còn lại sẽ trả góp nhưng phía nhà gái vẫn không đồng ý. Phía gia đình cô Chen khẳng định nếu không có 300.000 nhân dân tệ sẽ không cho làm đám cưới. Không còn cách nào khác, anh Li đành phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn để đủ số tiền sính lễ. Đám cưới của họ nhờ đó mà diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau ngày tổ chức đám cưới, cô Chen đang rất mong chờ một đêm tân hôn hạnh phúc. Nhưng mẹ chồng cô sau đó đã lặng lẽ đi vào phòng cưới, trải xuống giường một tấm vải trắng nhằm kiểm tra sự trinh trắng của cô. Trước hành động trên, cô Chen vô cùng bất ngờ, cảm thấy khó hiểu trước cách hành xử của người mẹ. Cô quay sang hỏi anh chồng rằng, nhà anh làm vậy là có ý gì? Cô Chen đã cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên hai người sau đó đã xảy ra cãi vã. Câu chuyện trên sau khi được đăng tải đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Có người bênh vực cô Chen nhưng cũng có người lại ủng hộ anh Li. Nhiều ý kiến cho rằng hôn nhân là chuyện cả đời, nếu chỉ dựa vào giá trị của đồ sính lễ, liệu rằng cuộc sống sau này có hạnh phúc?